Trong vài tuần giãn cách ở Sài Gòn bởi đại dịch, hầu hết thời gian mọi người đang ở nhà. Chị giúp việc nhà mình có biết nấu một số món ăn và đã nấu cho gia đình mình ăn. Cảm thấy ăn cũng khá ngon cho nên hôm nay chia sẻ lại cho tất cả mọi người. Hôm nay chị giúp việc sẽ giới thiệu cho quý vị hai món ăn. Đó là món cơm tấm sườn và món bún thịt nướng. Lý do để giới thiệu hai món này cùng lúc là vì công thức làm hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác nhà làm món cơm tấm thì dùng thịt sườn cốt lết, còn món bún thịt nướng thì sử dụng thịt dăm. Sau đây mời mọi người theo dõi cách chế biến nha. Trước hết là chúng ta sẽ lựa chọn một cái lượng thịt thịt heo tươi ngon ha. Bây giờ thịt heo thì mình sẽ bắt đầu xắt lát ra. Thứ nhất là mỏng vừa để mà mình khi mình ướp thì gia vị nó sẽ thấm vào miếng thịt. Lượng thịt mà mình đang làm này là khoảng 1 ký thôi. 1 ký thịt thì dành cho 5-6 người ăn. Khoảng đó là vừa, khi gia đình ăn là vừa. Mình cho vào một cái tô sạch thế này để cho các loại gia vị vào. Thì mình sẽ chuẩn bị một số cái nguyên vật liệu để ướp cho cái miếng thịt này nó ngon. Nguyên À, thì đây là nguyên liệu chuẩn bị này: chén mật ong, một chén dầu hào, một chén nhỏ nước tương, hành tím với tỏi, một số nguyên vật liệu như là đường, muối, hạt nêm, tiêu. Chén nhỏ dầu ô liu, nếu như mình không có dầu ô liu thì có thể thay thế bằng dầu mè hoặc là dầu phộng, dầu ăn cũng được. Một ít sữa đặc có đường, đây là sữa ông thọ chừng 3 gram. Hành tỏi vô trong cối để giã nhỏ ra, cho luôn các cái gia vị như bột nêm, đường, muối, tiêu. Bây giờ đây mình giã nát những cái nguyên liệu này ra để chuẩn bị đem xác thịt ướp vào thịt. Gia vị sau khi mà mình giã nát rồi đó thì mình cho vào thịt heo. Tất cả là những cái nguyên vật liệu từ nãy mình chuẩn bị, bây giờ mình cho vào trong cái tô ướp thịt. Rồi, dầu hào cho vào, cho nước tương vào, sữa vào, sẽ đặt có đường. Sau khi cho tất cả gia vị thì mình nhào trộn đó để cho các gia vị nó bắt đầu nó thấm vào thịt. Thì cái giai đoạn ướp này á, thì khoảng 3 đến 4 tiếng tầm đó thì gia vị nó sẽ thấm đều trong cái miếng thịt. Lúc đó mình đem mình nướng á thì thịt nó sẽ rất là thơm ngon và nó đều gia vị, thấm gia vị rồi đó. Thì mình để trong vòng 3 tiếng, thì trong cái thời khoảng thời gian đó thì mình có thể chuẩn bị rau, chuẩn bị thang, chuẩn bị các công đoạn tiếp theo để chế biến món bún thịt nướng. Mình chuẩn bị ngoài rau thì có cái dưa chua. Mình làm dưa chua này cũng rất là đơn giản. Đây, củ cải và cà rốt sau khi cắt sợi xong. Nếu mà dùng mua được thì mình mua giấm Nhật. Nó vị nó rất là dịu, chua nhưng mà nó ngọt, thơm nữa. Ha, ở siêu thị có sẵn, còn không thì mua cái giấm của Việt Nam. Chỉ cần đổ vô ngâm từng 1 tiếng là rau quả này nó sẽ chua, tăng thêm khẩu vị làm cho cái món bún thịt nướng ngon hơn. Sau đây là cách pha chế nước mắm để ăn với cơm tấm và bún thịt nướng. Mình theo làm theo công thức này, mình có 2 chén nước, 1 chén đường cát trắng và 1 chén nước mắm. Rồi cho hết chén đường vào trong nồi. Rồi sau tiếp theo là đổ 1 chén nước mắm vào. Nước mắm truyền thống hoặc là nước chấm công nghiệp tùy theo các bạn. Sau đó cho 2 chén nước lọc vào hoặc là nước sôi để nguội vào trong nồi theo tỷ lệ đó. Rồi, xong số 4 thứ này là mình sẽ bắt lên bếp và mình sẽ nấu trong vòng sôi trong vòng 5 phút và mình để lửa thấp thôi, để lửa nhẹ thôi để cho nước này nó không, nước mắm này nó không trào ra ngoài. À, mình có thể bớt bớt cái bọt này này, bọt này ra để cho cái nước mắm nó sẽ trong hơn. Ớt thì mình cho ít thôi để làm màu và nước mắm nó hơi the the, tại vì trong gia đình thì có người ăn được cay có người không. Ai mà ăn cay nhiều thì lúc mà ăn bún hoặc là ăn cơm tấm thì mình có thể cho
ớt riêng. Tỏi cũng mâm nhuyễn là tỏi thì mình dùng một củ lớn hoặc là vài ba củ nhỏ là được rồi. Và đây là hỗn hợp nước mắm, đường và nước. Mình để giờ nó thiệt là nguội rồi. Nên mình nhớ rây qua cái rây này nè, để cho những cái tép đó, nước cốt này nó không có tép. Khi lỡ mà mình ăn trúng cái tép chanh thì nó sẽ bị chua lắm. Cho nên là mình lượt qua cái rây. Thì nước cốt chanh thì khoảng 1/3 cái chén ăn cơm là được. Nước chanh, mình cho nước cốt chanh vô. Nước cốt chanh vô. Nhớ là nước mắm thiệt là nguội, nó cho nước chanh. Vì khi mà nước còn nóng đó, thì mình cho chanh lên thì nó sẽ bị đắng. Nhớ là cho tỏi ớt vào cuối cùng. Tỏi và ớt nó sẽ nổi lên trên. Nó sẽ nổi lên nè. Rất là đẹp. Thì nước mắm này nếu mà mình làm nhiều như vậy đó thì mình có thể bỏ vào một cái lọ thủy tinh hoặc là lọ sành, bỏ vào tủ lạnh đó, có thể ăn được 1-2 tháng. Nó vẫn rất là ngon. Khi nào mình cần dùng nước mắm chua ngọt thì mình... Rồi lúc này mình có thể nêm nếm lại được nè. Nêm nếm lại. Nếu mà cảm thấy nó cho nó vừa chua chua ngọt ngọt, mặn mặn là được. Sau khi ướp thịt khoảng 3 tiếng đồng hồ thì chuẩn bị đem ra lò than đây. Chuẩn bị nướng ha, bắt đầu nướng ha. Lý do để giới thiệu hai món này cùng lúc là vì công thức làm hoàn toàn giống nhau. Còn cách chế biến, ướp và nướng hoàn toàn giống nhau. Món sườn cốt lết thì ăn với cơm tấm và món thịt dăm thì ăn với bún. Tiếp này, cho tôi lần lại cái này không? Khoảng 1-3 tiếng xong là bỏ lên quạt than lên nướng. Nhà mình chỉ nấu về cơm tấm sườn thôi. Còn mọi người có điều kiện hơn thì có thể làm thêm mắm trứng, mua thêm bì để có một cái món cơm tấm sườn bì trứng vân vân để cho nó phong phú hơn. Sau khi trở đều và nướng chín hai mặt, có thể dùng kéo để cắt bớt, loại bỏ những cái phần bị cháy đen. Thì những cái phần này ăn thì không có tốt cho sức khỏe, cho nên mình loại bỏ ra. Sau đó cắt lá xong xuôi bỏ vào trong tô. Xin nhắc lại quá trình chế biến, ướp, nướng thịt hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác là cơm tấm mình sử dụng sườn cốt lết và món bún thịt nướng thì mình sử dụng thịt dăm. Chan nước mắm lên là có một cái món bún thịt nướng ngon lành rồi. Mình rất thích ăn đậu phộng rang nên bỏ một chút đậu phộng vô. Xin mời cả nhà. Cơm mình nấu như cơm bình thường, gạo tắm thôi. Còn cái nấu như bình thường. Rồi, hy vọng mọi người có thời gian quay cùng bên nhau, cùng nấu cho gia đình mình ăn. Chúc mọi người có những món ăn ngon miệng và đón xem những món ăn tiếp theo do chị Giúp Việc bên nhà mình biết và chia sẻ với mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.